Dạ, em kính chào các bác Yêu Lan nhé. Hôm nay thì em lại chia sẻ một cái video gửi đến các bác trong cái video ngày hôm nay. Và em gái kính mời các bác đón xem. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em theo số 0977 842 981 các bác nhé. Để đi đến chi tiết bán hàng thì hôm nay em sẽ chia sẻ các bác một số dòng thân thòng, hoa Tết, cũng như là một số đai châu và một số dòng lan đơn thân các bác nhé. Mở đầu like thì em sẽ chia sẻ các bác đó là một cái giò siêu mít các bác ơi, một cái giò mít nhá, phải nói là một cái giò mít lá nhựa, phải nói là bao đẹp về thân thủ các bác ạ, về thân thủ nhá. Hàng thì thắt ngọn đã xuống lá rồi các bác ạ, phải nói rất là đẹp luôn các bác ơi. Giò này của em thì được 9 thân các bác nhá, 9 thân cho một cái giò mít lá nhựa, phải nói cực là đẹp các bác ạ. Một cái giò mít lá nhựa của Hòa Bình nhá, phải nói là siêu đẹp các bác ạ, một chậu nái nhá. Hàng này thì chuẩn hoa Tết các bác ạ, chuẩn hoa Tết thì bên em đã cũng vừa kích hoa luôn rồi các bác ạ, kích hoa luôn rồi nhá. Và thân nó kiểu cũng là xuống lá rồi các bác ạ, xuống lá tự nhiên rồi. Nên là cái giò này thì các bác chơi chuẩn Tết. Đấy. Các bác chốt cho em cái giò này là A1 nhá. A1 thì em xin chia sẻ với các bác là bằng 750k các bác nhá, 750k. Cho cái giò A1 thân thòng mít rất là đẹp các bác nhá, một giò mít lá nhựa của Hòa Bình, phải nói rất là đẹp các bác ạ. Dạ, A1 em chia sẻ các bác bằng 750k các bác nhá. Rồi tiếp đến cái mã A2 các bác. A2 của em là một cái giò ám mắt trâu lưng xanh, thì nó cũng là một cái giò mẹ nái các bác nhé. Một cái giò mẹ nái thì phải nói rất là đẹp các bác ạ. Thực ra là bây giờ các bác có những cái giò mẹ nái này nó cũng là cả một quá trình rồi. Thì em sẽ chia sẻ cái giò nái này các bác nhé. Phải nói là thân thòng thì rất là đẹp, và nó được đặc điểm là chậu một gốc các bác ạ. Một cái chậu một gốc nhé. Đây các bác ơi, rất là to, và ưu điểm của nó thì các bác mua một lần mình chơi cả đời các bác ạ. Đấy, thay vì chơi quất chơi đào, các bác chốt cho em cái giò ám mắt trâu lưng xanh này nhá. Dạ, em xin chia sẻ với các bác bằng 400. Nghĩa ra là giò này em bán 850 các bác ạ. Đây, tại vì những cái thân mẹ này là do phi điệp thì nó nặng thân các bác nhá. Thường phi điệp nó nặng thân là nó có những cái thân nó bị khục thân các bác ạ. Thì em sẽ chia sẻ các bác cái giò này với giá bằng 430k các bác nhá. 430k cho cái mã A2 các bác nhé. A2 một giò ám mắt trâu lưng xanh các bác ạ. Đó, các bác đặt hàng thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Theo số là 0977 842 981 các bác ạ. Để giới thiệu nốt với các bác về một cái giò thân thòng này các bác này. Đấy. Tiếp theo của em đó là một cái giò mít lá gân nhé. Một cái giò mít lá gân thì phải nói rất là đẹp các bác ạ. Đó, một cái giò mít lá gân nhựa như thế này các bác nhé. Đấy. Hay còn gọi là mít bà cụ các bác ạ. Giò này thì phải nói siêu to là đẹp các bác nhé. Siêu to là đẹp. Đấy, nói thực là em cũng có đúng một tác phẩm thôi. Đó, cái tác phẩm như thế này thì bình thường các bác mua thị trường bây giờ nó cũng rơi vào tầm 1,5 triệu ạ. Dạ, cái giò này thì em xin chia sẻ với các bác giá bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu. 1 triệu các bác nhé. Cho một cái giò mít bà cụ. Siêu đẹp các bác ạ. Đấy, giò này phải nói siêu đẹp luôn. Đấy, các bác sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Theo số em đã ghim trên bài rồi các bác ạ. Đấy, tiếp theo thì em còn rất là nhiều những cái siêu phẩm đẹp nữa các bác ạ. Rồi để giới thiệu thêm các bác về một cái giò cửu long cao phong, phải nói rất là đẹp các bác nhé. Cửu long cao phong thì cái mã này có mã là A5 các bác ạ, A5. Đó, A5 trước màn hình của em là một cái giò cửu long cao phong. Rất là xinh các bác nhé, cũng là chậu nái một gốc. Dạ, cái chậu nái này thì hôm nay em xin chia sẻ các bác với giá bằng 400k các bác nhé. 400k cho một cái giò cửu long cao phong các bác ạ. Đấy. Tiếp đến thì em gái xin chia sẻ các bác đó một cái giò kiều các bác nhé. Một cái giò kiều tím của vùng miền Thanh Hóa các bác. Giò này thì phải nói là vài chục thân tơ các bác nhé. Vài chục thân tơ các bác ngắm này. Đó, được ghép trên một cái cục gỗ lũa các bác như thế này. Đấy, bộ rễ các bác nhìn qua là các bác biết rồi. Phải nói chất lượng là đẹp. Và nói là hàng thuần rất là lâu năm và rất là khỏe các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được tác phẩm nàng kiều này thì các bác chốt cho em với giá bằng 1,2 triệu các bác nhé. 1,2 triệu. Cái mã K1 các bác nhé, K1 kiều tím ạ, K1 kiều tím các bác nhé. Rồi tiếp đến thì xin giới thiệu các bác về một cái giò hoàng tam bảo hoa vàng ạ các bác ạ. Đây một cái dề nhá, dáng thì dáng hướng một dề các bác nhé. Một cái dề hoàng tam bảo hoa vàng của Tây Bắc mà trong những cái dòng lan bông to, vòm bông gọi là to hơn hoàng nhạn các bác nhé. Và đặc điểm của nó thì rất là thơm các bác ạ. Một cái giò hoàng tam bảo này thì có mã là T1 các bác nhé. T1 thì các bác chốt cho em cái mã này với giá là bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho cái mã T1 này. Đó, 1 triệu các bác nhé. Rồi tiếp đến của em một cái mã T2 các bác. T2 thì nó cũng được thuần trên một cái trụ và
đặt lên một cái chậu các bác ạ. Hàng này thì cũng thuần rất là lâu năm rồi các bác nhé. Lá nở rất là to và đẹp. Đấy. Cái giỏ thứ hai này thì em gái xin chia sẻ các bác với giá bằng 680k các bác nhé. 680k. Cho cái mã này là mã T2 các bác nhé. T2 680 các bác nhé. Đó, bác nào mà sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em ạ. Rồi cái mã S1 các bác nhé. S1 của em là một cái chậu sóc mà phải nói là cây siêu to và VIP các bác ạ. Hiếm khi mà có những cái giỏ sóc mà cây lớn bản đẹp mít xếp như thế này các bác nhé. Đây, phải nói rất đẹp đây. Cây này nó còn phân nhánh con các bác này. Một cây mẹ phân nhánh thêm một cây con nhé. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Chất cây thì các bác biết rồi, quá là khỏe và đẹp. Và cái giỏ này thì các bác ra xuân là mình có hoa chơi nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được cái chậu sóc siêu VIP này các bác chốt cho em với giá bằng 650k các bác nhé. 650k cái mã S1 các bác nhé. Đó, S1 là một cái giỏ lan đuôi sóc các bác ạ. Rất là đẹp các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác về một cái chậu lan cẩm báo các bác, hay là còn gọi là cái dòng da báo các bác nhé. Chậu này của em thì cũng không được nhiều cây đâu các bác. Đó, bác nào sưu tầm được cái chậu cẩm báo hay còn gọi da báo này. Thực ra là cái chất cây rừng các bác nhé, cứ thoảng là nó có bị cháy các bác nhìn này, cháy lá này. Cháy nhưng mà không có nghĩa là nó hỏng cây các bác ạ, tại vì lá nó cháy xém. Cái chậu này em gái chia sẻ các bác với giá bằng 199k nhé. Cẩm báo các bác chốt cho em là B1 ạ. B1 cẩm báo nhé. Rất là đẹp các bác ạ. Đó, B1 cho một cái mã cẩm báo. Đấy. Bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp đến thì em gái xin giới thiệu thêm các bác, đó là về một cái trụ quế các bác ạ. Đây là cái dòng quế tháng 8 các bác nhé. Quế tháng 8 mà nó là dòng hoa xanh cốm các bác ạ. Đây là quế tháng 8 xanh cốm này. Quế xanh Thanh Hóa. Các bác cứ gọi như vậy cho dễ. Đây, các bác nhìn những cái vòi hoa nó ra này. Phải nói là nó cũng vừa mới hết hoa thôi các bác, có những thân này này. Hầu như là ra 4 vòi hoa hết các bác nhé. Đây một cái trụ quế xanh Thanh Hóa to như hình này các bác ạ. Và nó là thực tế thì bên ngoài nó đẹp hơn trên like các bác ạ. Đây các bác ơi, các bác ngắm này, rất là nhiều ngọn mà đây nó còn đang đẻ con. Phân nhánh trên thân rất là nhiều nhé. Đếm sơ nó cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thân các bác ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân các bác nhé. 11 cái thân mẹ và những cái thân con bồng kế theo thì cũng rất là nhiều các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được cái trụ quế xanh Thanh Hóa này thì các bác chốt cho em với giá là bằng 1.000k các bác nhé. 1.000k hay còn gọi là 1 triệu các bác, 1 triệu. Đấy, em có đúng một giò gỗ to như thế này các bác nhé. Có đúng một lũa thôi ạ. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Ở cái mã này là các bác chốt cho em là E1 các bác nhé. E1 quế xanh Thanh Hóa nhé. Bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em ạ. Tiếp đến thì em giới thiệu thêm các bác về một cái chậu quế trắng các bác. Quế trắng tháng 8 này, chậu này thì có 3 cây thôi. Rồi hôm nay sale xả nốt các bác mã này bằng 300k các bác nhé. Sale xả nốt với giá bằng 300k cho chậu quế tháng 8 3 thân như hình này các bác ạ. Nó có 3 thân thôi nhỉ, em cũng vừa mới cho ăn phân bón lá xong các bác nhé. Vừa cho ăn phân bón lá dưỡng cây xong. Đấy. Tiếp theo của em đó là một cái trụ trâu rừng các bác ạ. Một trụ trâu rừng nhé. Để đếm xem bao nhiêu con. Có những cây 3-4 vòi hoa các bác này. Đây, toàn bộ 2 vòi này. Đó, cây như thế này đây cũng 2-3 vòi hoa các bác nhé. Và đặc điểm rất là nhiều vòi các bác. Cái giỏ trâu rừng này. Đấy, các bác chốt cho em C1 trâu rừng nhé. Quá là nhiều vòi nụ các bác ạ. Cái giỏ này thì bác nào sưu tầm được em chia sẻ các bác bằng 860k các bác nhé. 860 đi. 2, 4, 6, 8, 9 con trâu các bác ơi. 9 con trâu nhé. Rồi, em để các bác bằng 860k cho trụ trâu rừng này các bác nhé. Nhiều nụ lắm các bác ơi. Này, những cái con bên dưới này phải nói rất là đỉnh luôn các bác. Rất là đẹp nhé. Nhiều nụ lắm các bác ạ. Đấy, cái giỏ trâu rừng trụ này các bác chốt cho em là C1. Em để bằng 860k cho trụ trâu rừng này các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác về một cái nàng kiều các bác ạ. Đây, một cái nàng kiều phải nói siêu đẹp luôn các bác. Một giò kiều tím nhá. Khủng. Hơn 100 thân các bác ạ. Đấy. Nó cũng là dòng kiều tím Bắc đây các bác ơi. Kiều tím Bắc đẹp này. Đấy, hơn 100 thân. Dạ, em xin chia sẻ các bác với giá bằng 4 triệu các bác nhá. 4 triệu cho cái tác phẩm nàng kiều này các bác ạ. Đấy. Nàng kiều này các bác nhìn những cái mày nụ này sưng rất là to các bác nhá. Mày nụ sưng rất là to luôn. Đó, bác nào sưu tầm được tác phẩm nàng kiều khủng này thì chốt cho em với giá bằng 4 triệu các bác nhé. Hơn 100 thân kiều các bác ạ, toàn bộ là thân tơ nhé. Toàn bộ là thân tơ các bác, đứng xa các bác nhìn nó rõ. Siêu to khổng lồ các bác nhé, được ghép trên một cái trụ gỗ phải nói là lũa bóc các bác nhé, lũa bóc rất là đẹp.
Đó, em gái xin chia sẻ với giá bằng 4 triệu các bác nhé, 4 triệu. Đó, bác nào mà sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Một tác phẩm nàng kiều siêu đẹp các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác về một cái lũa nhạn tháng 8 các bác nhé. Nhạn tháng 8 này thực ra hôm nay còn có mấy lũa thôi các bác ạ, còn có mấy lũa thôi. Thực ra những cái lũa này thì em gái xin chia sẻ các bác bằng giá cây giống thôi các bác nhé. Đấy, hàng thuần rất là đẹp các bác, nhạn tháng 8 này. Đấy, bác nào mà sưu tầm được cái lũa này thì em gái xin chia sẻ các bác cái lũa này với giá bằng 1 triệu 2 các bác nhé. Bán rẻ hơn cả cây giống các bác. Đấy các bác, 1 triệu 200k cho cái lũa này, nhạn tháng 8 các bác nhé. Hôm nay còn ít là em xeo xả nốt, cái này là do nó bị cháy nắng quá các bác này. À, các bác chốt cho em cái mã này là N1, N1 nhạn tháng 8 nhé, rất là đẹp các bác. À, tiếp theo thì em có chậu kiếm xanh Quảng Trị. Bác nào sưu tầm được chậu kiếm xanh Quảng Trị này em xin chia sẻ với giá bằng 200k các bác nhé. 200k cho chậu kiếm xanh Quảng Trị các bác ạ. Đấy, bác nào mà sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé, 200k. Đây là dòng kiếm xanh Quảng Trị các bác nhé, rất là đẹp các bác ạ. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác thêm một cái lũa nhạn tháng 8 nữa các bác này. Đây, thêm về một cái lũa nhạn tháng 8 cây như này các bác ạ. Thực ra nó là cây to cây nhỏ như bộ dễ đi, rất là đẹp các bác nhé. Cây đã cho hoa rồi các bác nhé, cây đã cho hoa rồi, đây toàn bộ những cây này đã cho hoa hết rồi. Đó, mặc dù những cây nhỏ cũng đã hoa các bác nhé. Hàng chuẩn cho mọi người là hoàng nhạn tháng 8. Rồi cái mã N2 này bác nào sưu tầm được thì em gái xin chia sẻ các bác bằng 1.380.000 nhé, 1.380.000 các bác ạ. Nói chung là bán bằng cái lũa cây giống các bác ơi. Đấy, gọi là xả dọn vườn thanh lý. Đấy, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Để tiếp theo thì em gái xin giới thiệu thêm các bác về một cái giò kiều tím Thái Nguyên các bác này. Đây là cái dòng kiều tím Thái Nguyên nhé, rất là đẹp các bác ạ. Thực ra là em còn đúng có một chậu này thôi. Đấy, thì hôm nay bác nào sưu tầm được cái giò kiều tím này các bác chốt cho em này. Nó vài chục thân các bác ạ, vài chục thân luôn. Nó tầm 25 thân trở lên các bác nhé, 25 đến 27 thân. Đó, bác nào sưu tầm được cái giò kiều tím này, kiều tím Thái Nguyên thì em để các bác bằng 700k các bác nhé. Cái mã này các bác chốt cho em là K3 nhé, K3 700k các bác ạ. Đó, một cái giò kiều tím Thái Nguyên có mã là K3 nhé, 700k. Đó, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em ạ. Đó, tiếp đến thì em xin giới thiệu các bác về một cái giò kiều các bác nhé. Đây cũng là một cái giò kiều tím của vùng miền Na Hang Tuyên Quang các bác, của cái vùng miền Na Hang Tuyên Quang nhé. Cái giò kiều tím này thì nói là nó cũng được tầm 28 thân tơ các bác, được tầm 28 thân tơ nhé. Đó, kiều tím Tuyên Quang này em để các bác với giá cũng bằng 750k các bác nhé. Cái mã này các bác chốt cho em là K5. Đó, K5 các bác nhé, K5. Rất là đẹp các bác ạ. Đây, tiếp theo em giới thiệu các bác thêm một cái chậu hoàng nhạn tháng 8 mà phải nói cây nó tác phẩm lắm các bác. Cây thì uốn quanh móc câu các bác nhé. Cây nào cũng ra hoa rồi các bác. Chậu này của em thì có 4 cây thôi nhưng mà phải nói là cây nào chất của nó cũng đẹp các bác. Cây này hôm rồi nó ra 3 vòi hoa các bác này. Ra 3 vòi hoa luôn nhá. Chậu này thì có 4 cây thôi. Rồi, bác nào hôm nay sưu tầm được cái chậu 4 cây này thì em gái chia sẻ bằng 1 triệu 300k các bác nhá. 1 triệu 300k cho cái mã N5 các bác. N5 nhá. N5 là hoàng nhạn tháng 8 các bác nhá. Cho cái mã N5 hoàng nhạn tháng 8 em gái chia sẻ bằng 1.350k. À, 1.300k đi các bác, cho cái mã N5. N5 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em gái xin giới thiệu thêm các bác về cái chậu quế trắng tháng 8 này các bác. Đây là cái chậu đơn thân này. Đây là cái mã N5 nhé. Để em giới thiệu các bác thêm một cái chậu quế trắng này. Chậu này thì có 3 thân đấy các bác ạ. 3 thân nhé, quế trắng tháng 8. Đây các bác nhìn thấy chưa, những con đang bắt đầu đẻ này. Đấy, rất là đẹp. Phải nói chất cây của cái chậu quy này, Q5. Q5 thì em để các bác cái chậu này với giá bằng rồi 480k đây các bác. 480k cho cái mã Q5 các bác nhé. Q5 480 đó. Bác nào mà sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé, Q5. Rồi tiếp đến thì em còn một chậu cáo trắng duy nhất các bác ạ, nó còn sót lại vườn các bác nhé. Hôm nay còn đúng có một giỏ thôi, cáo trắng siêu VIP các bác ạ. Chậu này của em thì có 5 cây các bác nhé, 5 cây. Bình thường các bác đi mua một cây này không dưới 550 đến 700k một cây. Rồi cái chậu này của em có 5 cây thì hôm nay em sell nốt các bác với giá bằng 680k các bác nhé, 680k cho cái mã cáo trắng các bác nhé. Cáo trắng này 680 này. Dạ, cái mã cáo đỏ thì em cũng còn một mã duy nhất các bác, mã cáo đỏ nhé. Cáo đỏ Bắc Cạn em cũng còn một chậu duy nhất thì hôm nay em cũng xả nốt các bác với giá bằng 450k các bác nhé. 450k cho cái chậu cáo đỏ Bắc Cạn đẹp như thế này các bác ạ. Đấy, tại vì em có hai chậu cáo này thôi thì thực ra em cũng không có nữa thì em gái không chia sẻ về mã các bác nhé. Đấy, để tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác về những cái cây nhạn Mitsu 4N các bác. Đây, đây là cái dòng nhãn Mitsu 4N này. Ngoài dàn còn rất là nhiều các bác nhé. Đây em đặt tạm tại vì nó đang nắng. Ngoài vườn, ngoài dàn nó đang rất là nắng. Đó, rồi hôm nay em cũng chia sẻ các bác bằng 350k một chậu các bác nhé. Đó, 350k cho một chậu su rụt 4N các bác.
Hầu như là mỗi chậu của nó thường là đây là 2 4 6 8 cặp lá các bác ạ. 2 4 6 8 cặp lá các bác nhé. Đấy, còn trung bình thì nó cứ xem từ 8 cặp lá và 7 cặp lá các bác ạ. Em chia sẻ bằng 350k một chậu su rụt 4N các bác nhé. Đây là nó dòng mít su 4N các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em. Còn đây là những cái chậu Corat Koki xưa các bác nhìn này, bản này. Ui dồi ôi các bác ơi, bản lá to dày lá nhựa nhá. Koki. Các bác chốt cho em cái mã này là K8 nhé, K8 một giỏ Koki xưa như hình, các bác nhìn cây chất lượng đỉnh chưa? À, bác nhìn ngắm những cái cây Koki như hình này, phải nói thực là bình thường một cây cây Koki đơn thân mà bán to này các bác mua không dưới 800k một cây đâu ạ. Cái bên này thì có độ cháy mất một tí lá các bác nhé. Không có nghĩa là cháy là nó hỏng các bác. Chất cây các bác nhìn qua là các bác biết rồi. Thấy nó rất là cứng và đẹp đúng không? Rồi cái chậu Koki mã là K8. K8 thì em gái xin chia sẻ các bác với giá bằng 600k các bác nhé. Rồi K9 này, K9 cũng là chậu Koki xưa này. Ui, cái chậu này mẹ bồng con các bác ơi. Mẹ bồng con này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá, lá rất là nở. Rồi, cái chậu Koki xưa có mã là K9. K9 này em để các bác bằng 650k cho cái chậu mẹ bồng con này các bác nhá. 3 cây với một cái mẹ bồng con nữa là 4 các bác. Các bác nhìn chất cây này. Và nó là phả lá nở rất đẹp. Cái hàng này là hàng nuôi vườn lâu năm rồi các bác nhá. Đấy, bác nào chốt được cái mã K này là K9. K9 thì em để các bác bằng 630k các bác nhá. Đấy, xong tiếp đến thì em sẽ giới thiệu các bác thêm một cái giò đai trâu. Và em sẽ giới thiệu các bác cái siêu phẩm của bên em. Các bác chờ em một xíu nhá. Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu các bác về cái siêu phẩm nguyên bản các bác này. Đây là một cái dề nguyên bản. Nó là cái dòng Hoàng Tam Bảo nguyên bản các bác nhé. Nguyên bản một dề các bác. Nó sống chủ lực là bằng bộ rễ các bác nhé. Đây, về bóc ở trên rừng về các bác này. Ôm vào một cái lũa. Phải nói là sức sống của nó là toàn bộ là bằng rễ gió các bác nhé. Rễ gió các bác ngắm giúp em này. Đó, siêu to vật vã chưa. Nói chung là đây các bác nhìn bộ rễ là biết cái chất lượng của cây. Đó, nó sống chủ lực là bằng rễ gió nguyên rề từ trên rừng. Phải nói là bản rất là to các bác nhé. Hàng này phải nói là quanh khu vực từ Bắc Trung Nam thì em nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ không có cái dề nào mà bản nó như thế này các bác ạ. Nó rất là đẹp luôn nha. Một cái dề Hoàng Tam Bảo hoa màu vàng đỏ các bác nhé. Hoa màu vàng đỏ phải nói rất là đẹp. Cái dòng bông này nó còn to hơn hoàng nhạn rất là nhiều các bác ạ. Ngày xưa thì để cái tốt Hoàng Tam Bảo như thế này các bác cũng biết là nó đắt hơn hoàng nhạn rất là nhiều. Đấy, một cái dề tác phẩm khủng vip như hình này. Đấy, bác nào sưu tầm được thì gọi điện trực tiếp cho em nhá. Gọi điện trực tiếp cho em. Bác nhìn cái ngọn nó đỉnh chưa? Đỉnh cao. Nói chung là siêu là vip các bác ạ. Đấy, bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này nhá. Cái giò này khi xưa nó đắt ấy, cách trả 35 triệu không bán các bác ơi. Đấy, cách đây có hơn một năm rồi, trả 35 triệu không bán. Và bây giờ thì cũng dọn vườn thanh lý cho các bác nào sưu tầm được cái tác phẩm này này. Đấy, tác phẩm này em xin chia sẻ các bác với giá bằng 5 triệu các bác nhá, 5 triệu. Có một cái tác phẩm này. Ok chưa? Đỉnh cao của chóp và nó là đây các bác nhìn này. Cái sức sống của nó là bằng những cái bộ rễ này các bác nhá, rễ gió không này. Đó, nó chưa bám vào gì đâu các bác nhìn này, nó còn đang tủa rễ non các bác nhìn thấy chưa? Những cái đầu rễ này, toàn bộ là nó sống bằng hơi nước và gió các bác ạ. Đấy. Đẹp chưa? Siêu phẩm các bác nhá. Bác nào sưu tầm được cái siêu phẩm các bác chốt. Rồi tiếp theo là một cái dề tam bảo nữa các bác. Một cái dề tam bảo như hình này. Đấy các bác. Thì cái dề này của em thì thực ra là nó cũng lẫn cả đai trâu và hoàng nhạn các bác nhá. Đây, nếu mà bác nào muốn sưu tầm được cái cây hoàng nhạn to này thì em cái sẽ tách ra các bác. Tách ra thôi, tại vì đây các bác cứ chờ em một chút xíu nhé. Chờ em một chút xíu em sẽ quay các bác xem nó cận kề nó dễ hơn. Đấy ạ. Cái này thì phải quay cao các bác mới nhìn rõ được. Đấy. Trên đỉnh của trụ thì là một cái cây đai trâu đang có nụ các bác nhá. Đó, tiếp theo là một cái cây hoàng nhạn các bác ơi. Đây. Các bác nhìn bản lá này em đo rồi, bản lá này em đo rồi. Nó gần 6 sen các bác ạ, gần 6 sen của cái cây hoàng nhạn nhá. Mà bác nào muốn sưu tầm được cái cây hoàng nhạn này thì em cái sẽ bóc cho. Đấy, cái vế này thì nó sau nó cũng quay sang bên này. Các bác nhìn cây hoàng nhạn này. Cây hoàng nhạn nha. Đó, cây hoàng nhạn này của em thì nó hết hoa các bác ơi, đây nó bồng con từ dưới đây. Một cây con, hai cây con, ba cây con. Ba cây con các bác nhá, ba cây con cho cái cây hoàng nhạn này. Đấy. Nếu các bác nào muốn sưu tầm cái cây hoàng nhạn thì em gái sẽ bóc cho nhá. Còn đâu nó là cái gì tam bảo thì thôi. Cái dề này thực ra em cũng chưa biết là chia sẻ như thế nào được, tại vì nó có cả hoàng nhạn nữa cơ. Đấy, các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn đúng không? Rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Hoặc là bác nào sưu tầm được cả dề thì em sẽ chia sẻ với giá bằng 1.800.000. 1.800.000 cho cả dề nhá.
cho 1.800.000 cho cái mã này là T8 đi, T8 các bác chốt cho em là T8, em để 1.800.000 các bác nhá. Đấy, đương nhiên là về các bác lời được cái cây hoàng nhạn rất là to các bác ạ. Được, đương nhiên lời được cái cây hoàng nhạn rất là to nhá. Đấy, dáng dề rất là đẹp, các bác nhìn là biết rồi. 1.800.000. Trong này có cây hoàng nhạn bồng con rất là đẹp các bác nhá. Rồi em sẽ qua mã, cái mã này là T8 các bác nhá. Còn cái mã kia là tác phẩm rồi, em không giới thiệu thêm. Rồi để em giới thiệu thêm các bác về một cái chậu. Đấy các bác ơi, tiếp theo là em xin giới thiệu các bác nhìn cái chậu kiếm đẹp chưa. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu kiếm rất là to các bác nhé. Một cái chậu kiếm hồng văn giang mà nó to như thế này các bác ạ. To đẹp như thế này cho một cái chậu hồng văn giang và nó siêu VIP các bác nhé. Đây là một cái chậu hồng văn giang siêu VIP này. Thì hôm nay cái chậu này to lắm các bác. Bác nào sưu tầm được thì em xin chia sẻ các bác với giá bằng 680.000 các bác nhé. Hồng văn giang. Đấy, bác nào sưu tầm được cái chậu hồng văn giang tác phẩm này các bác chốt cho em 680 nhá. 680.000 các bác ạ, để em sẽ giới thiệu thêm các bác tại vì nó nắng quá. Nó rất là nắng các bác ạ. Đấy, tiếp theo thì em giới thiệu thêm các bác về một cái chậu ở đây các bác. Đây đó là một cái chậu bạch nhạn các bác. Bạch nhạn có mã là B10 nhá. B10 là một cái chậu bạch nhạn. Đấy. B10 của em là một chậu bạch nhạn thì em chia sẻ các bác cái chậu bạch nhạn to này với giá là bằng 600.000 các bác nhá cho cái mã B10 bạch nhạn này. Rồi B11 của em vẫn là chậu bạch nhạn các bác nhé, nhưng mà nó là chậu nhỏ. B11 các bác ạ, đây là một chậu bạch nhạn nhỏ này. Đấy, bác nào sưu tầm được cái mã B11 này thì em để các bác bằng 250.000 các bác nhé. Bạch nhạn hoa màu trắng các bác ạ, hoa màu trắng nhá. Mọi hôm khách sưu tầm rất là nhiều đấy. Đây các bác ơi, tiếp theo của em cái mã này là B12. B12 của em là một cái chậu hồng nhạn các bác nhé. Đây một cái chậu hồng nhạn này. Đó, các bác nhìn cái dáng lũa là biết nó rất là đẹp rồi, vừa trên lũa và trên chậu nhé. Cái mã B12 của em vẫn là một chậu hồng nhạn. Rồi bác nào sưu tầm được cái mã B12 thì em cũng để bằng 600.000 các bác nhé. 600.000 cho cái mã B12 hồng nhạn các bác nhé. Đấy, bác nào sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhé. Tiếp đến thì em xin giới thiệu thêm các bác về một cái cặp đai châu nữa các bác này. Cặp đai châu đang nụ này. Đây, đây các bác ơi, đây một cặp đai châu phải nói lán ở rất là đẹp các bác. Cặp đai châu này đang nụ châu trắng này. Châu trắng các bác nhé. Đây các bác nụ này. Đấy, bác nào sưu tầm được cái cặp đai châu này chốt cho em là C21 nhá. C21 em để các bác bằng 300.000 các bác, 300.000 mã C21 nhá. Đó, C22 của em là một chậu hồng cánh sen các bác ạ. Đây. Em mời các bác ngắm cái mã C22 này. Đấy. C22 của em là một chậu hồng cánh sen các bác nhá. Bốn vòi hoa luôn các bác, chậu này thì hai cây bốn vòi hoa nhá. Đấy, bác nào sưu tầm cái mã C22 thì em để các bác bằng 680.000 các bác nhá. 680.000 cho cái mã C22 các bác ạ. Đấy, bác nào sưu tầm thì các bác gọi điện trực tiếp cho em nhá. C22 hồng cánh sen. Rồi em giới thiệu các bác thêm về một cái mã này, có mã là C25 các bác ơi. C25 nhé, C25 của em một chậu bò sữa, một cái chậu đai châu màu bò sữa phải nói siêu to là đẹp các bác ạ. Đấy, C25 các bác nhé. C25 một chậu bò sữa VIP. Đấy, chậu này thì em để các bác bằng 750.000 các bác nhé. Cây to chất lượng các bác nhìn chất cây là biết nó đẹp rồi. Đấy, bác nào sưu tầm được cây này thì em để các bác với giá là bằng 750.000 các bác nhé. Đó, C25. Rồi C26 ạ, C26 của em cũng là chậu hồng cánh sen rất là to các bác nhé. Đó, C26 của em là chậu hồng cánh sen hàng khủng. Đấy, bác nào sưu tầm được cái mã C26 các bác chốt cho em này. Bác nhìn bảng này, bảng to hơn cả cái bàn tay luôn các bác nhìn. Đấy, em đặt bàn tay vô còn lọt nha. Đấy, C26 thì em để các bác cũng bằng 680.000 các bác nhé. Hồng cánh sen đang nụ này. Đó, đang nụ luôn các bác nhé. Hồng cánh sen đang nụ này. Đó, cho cái mã C26 bằng 650.000 các bác nhé. 650 C26. C26 650 các bác nhé. Đó, tiếp theo thì em giới thiệu các bác cái mã C30 này. C30 chậu 3 cây. Đó, C30 đó là một chậu 3 cây các bác nhé. Đó, bác nào sưu tầm được cái mã C30 chậu 3 cây 3 màu các bác, mix 3 màu nhé. Đó. Có màu đỏ, màu hồng, màu bò sữa các bác nhé. 3 màu. C30 một chậu 3 màu em để các bác bằng 500.000 các bác nhé. Cây nào cũng có nụ các bác. Cây nào cũng có nụ và bản mix xếp cực đẹp các bác nhé. Đó, các bác sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em gái các bác nhé. Để tiếp theo thì em xin giới thiệu thêm các bác. À đây em có một lũa hoàng nhạn 8 cây giống các bác. Cây nó thì hơi nhỏ các bác nhé, hơi nhỏ. Đấy, và nó cũng có hơi độ sát sở một tí các bác ạ. Đây, hàng rừng thì không thể tránh khỏi sát sở đâu. Đấy, cái lũa này thì thực ra nó hơi nhỏ các bác nhé. Hơi nhỏ thì em sẽ sell các bác bằng cái giá cây giống về cho các bác sưu tầm. Các bác buộc tưới phân nữa và các bác chăm cho em này. Này, cái lũa này phải nói cũng rất là đẹp các bác. 8 cây các bác nhé, không phải là ít đâu. Đây, 8 con nhạn các bác nhé, tháng 8 này. Chuẩn cho mọi người là hoàng nhạn tháng 8 luôn các bác nhé. Đây các bác ơi, nhìn cây này. Mặc dù là nó hơi sát sở một chút các bác nhưng mà rất là đẹp. Rồi cái giỏ này hôm nay bác nào sưu tầm thì em để các bác bằng 430.000 các bác nhé. 430.000 nhạn tháng 8 các bác nhé. Cực đẹp các bác ơi, nhìn này. Đấy.
có một giò nhỏ duy nhất thôi các bác ạ, có một giò nhỏ duy nhất thôi nhé. Đó, bác nào mà sưu tầm được thì các bác gọi điện trực tiếp cho em các bác nhé. Đó, đây là tiếp theo em có những cái chậu lan cầm cù các bác này, một chậu này, hai chậu này, ba chậu này, đấy, ba chậu rất là đẹp các bác nhé. Đấy, à, cái chậu cầm cù có mã là, đây là cái chậu cầm cù số 1 nhé. Cầm cù số 1 của em đó là một cái chậu cầm cù có, một chậu cầm cù số 1 có hoa của nó là màu đỏ đô các bác, cầm cù số 1 nhé, hoa của nó là màu đỏ đô, đấy. Bác nào sưu tầm được cái chậu cầm cù số 1 này thì em chia sẻ các bác bằng 150k các bác nhé, cầm cù, đấy. À, cái chậu thứ nhất này của em là màu đỏ đô các bác ạ, bác nào sưu tầm các bác chốt cho em nhé, cái màu đỏ đô của cầm cù nó rất là đẹp các bác, đây cầm cù số 1 đỏ đô.